container nhá. Một container và một thùng hàng nhá. Đây, 920 nha mọi người nhá. Quá tuyệt vời. Và vì sang vừa xuống đàn xong tầm khoảng vài chục cây Yamaha SX920 mà những anh chị đã đặt hàng bên Việt Sang thì hôm nay Sang sẽ đập hộp và trả hàng sớm nhất cho các anh chị nha. Em cảm ơn các anh chị đã ủng hộ rất nhiều. Rồi, và còn các bạn nào đang có nhu cầu mua đàn thì hãy quyết định sớm để chúng ta có được những cái đàn đầu tiên của dòng series mới này nha. Và Sang sẽ cài đặt và Summer V21 cùng những phụ kiện tốt nhất cho các bạn. Rồi, ngoài luôn một tí thì Sang có cung cấp luôn những dòng đàn thiếu nhi. À, các bạn xem đàn thiếu nhi giá chỉ rất rẻ mọi người, chỉ từ 2 cho tới 3 triệu mà thôi. Đàn Nhật rất tốt ha, xài rất ngon, bảo hành lâu, dài hạn âm thanh cũng khá hay trong tầm giá. Rồi, và Sang cũng có thu mua lại và trao đổi những dòng đàn khác ha. Thì các bạn nào có những cái đàn cũ hơn muốn bán lại để trao đổi những dòng đàn mới, Việt Sang vẫn thu mua lại với giá tốt nhất ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong video kỳ sau.